Cảm ơn tất cả mọi người đã ghé thăm cái channel của hai mẹ con nhà Éo Là ở Mỹ nha. Vừa rồi là Eat Food chia sẻ cái cách làm kem bơ của mẹ Éo Là đến cho các bạn. Còn bây giờ là mình sẽ ăn một vài miếng bơ rồi mình nói cảm nhận của mình về cái món này cho các bạn nghe ha. Để mà nói được thì mình phải ăn rồi mình mới cảm nhận, mình mới nói được chứ. Rồi xin mời tất cả mọi người cùng ăn với hai mẹ con nha. Ly của con bên này mà. Mình ăn thì mình thấy nó rất là béo. Mà nó béo là đúng rồi. Ok, rớt rồi nè, thấy không? Mà nó béo là đúng rồi. Bởi vì cái này á, mình làm bằng bơ sáp á. Bản thân của cái bơ sáp thì nó đã béo rồi. Mà mình còn cho vào đây là sữa tươi nè, rồi sữa đặc có đường nè, rồi còn có thêm cái sweet cream này, giống như là cái loại mà sữa béo đó các bạn. Sữa béo rồi các bạn đánh nó lên, nó bồng lên giống như trứng á, thì mình cho thêm đường và lúc mà mình đánh á thì để cái bồng nó là nó có cái vị ngọt luôn. Còn như mình ở đây thì mình làm biếng đánh tại vì nó đã có cái này ở nhà sẵn rồi. Nhà mình hay ăn dâu đó, mình treo là nhà mình ăn dâu đó, nên mình mua cái này nên là có sẵn cái này nên là mình không có đánh nữa. Chứ còn đúng ra là mình sẽ dùng sữa béo đó, mình sẽ đánh lên cái bơ này á, thì mình có thể ăn chung những cái loại bánh như thế này nè. Bánh này thì nó giống như là cái bánh gì ta, cái này gọi là bánh ống nhỏ đó, nó làm từ bột xong rồi nó cho thêm nước cốt dừa với mè vào á, ăn nó ngọt ngọt béo béo giòn giòn, ăn chung với kem rất là hợp. Cái này là bánh ống này mình cắm vào cho nó đẹp nó hợp thôi. Chứ còn đúng khi mà mình đi ăn kem, không phải là kem ly này mà mình ăn kem cây, mà kem cây tiệm nó bán á, nó cũng có những cái bánh như vậy nhưng mà nó không có hình ống mà nó hình cái phễu như thế này nè. Người ta sẽ múc kem vào trong đó, là khi mà mình ăn là mình cắn những cái bánh chung quanh, rìa chung quanh luôn á. Nó là như vậy. Nhưng mà thật sự ra mình không có thích ăn cái bánh này nha. Mình thích ăn kem bơ, mà kem bơ loại mà kem bơ sầu riêng á. Người ta gọi là kem bơ sầu riêng nhưng mà thật ra thì nó cũng y như kem bơ như thế này, xong rồi họ bỏ một cái miếng thịt sầu riêng hoặc cái muối sầu riêng lên trên mặt của cái ly bơ đó là đã thành kem bơ sầu riêng rồi. Bình thường thì mình cũng thích ăn như vậy lắm á, nhưng mà hôm nay nhà mình không có sầu riêng. Sầu riêng bên này thì nó có sầu riêng tươi, sầu riêng đông đá, lúc nào cũng có hết á, đông quanh năm. Nhưng mà ví dụ như mà nó tươi thì nó mắc 70-80 đồng một trái, mà nhiều khi mình mua về nhà không biết có ăn được hay không nữa. Ở bên này không phải giống như Việt Nam mà mình ăn là mà không ưng hoặc là bị hư là mình trả lại được luôn nha. Mình mua là mình phải chịu á, không có ai trả cho đủ cho mình hết á. Nên là thường thì mình không có mua sầu riêng tươi đó. Không mà mua trái sầu riêng mà đông đá mà nguyên một trái nữa. Mình chỉ mua sầu riêng mà khi mà họ đã gỡ vỏ, gỡ muối ra rồi đó. Mình có thể nhìn thấy, mình biết được nó ngon hay không là mình mới mua. Ngày xưa mình ăn một bịch đó chỉ có 12, 13 đồng thôi. Nhưng mà bây giờ nó lên tới 16, 17. Có bịch, có tùy loại đó, có bịch to, bịch nhỏ nó có khi 18 đồng luôn. Hồi trước thì mình cũng hay mua lắm, mình mua mấy bịch mình để sẵn ở trong ngăn đá đó. Lúc nào mình ăn sầu riêng hoặc là mình làm bánh rip sầu riêng đó, là mình có sẵn sầu riêng để mình làm. Nhưng mà lâu lắm rồi mình không có đi chợ Việt Nam. Ở gần tiệm chồng mình làm thì kế bên nó cũng có cái chợ Việt Nam nhưng mà nó nhỏ lắm. Sầu riêng có lúc có lúc không nên là mình không có mua được, nên hôm nay là mình ăn kem bơ chay như thế này thôi. Cái công thức mình làm hôm nay thì nó khá là ok. Mình ăn kem này mình thấy là ngọt cũng vừa phải, không có nổi ngọt quá. Nó có vị ngọt, kem thì nó phải ngọt rồi. Giống như chè vậy đó, nó phải có vị ngọt nhưng mà không có ngọt lắm. Đây, mình sẽ ăn thêm một ít nữa. Lúc nãy là hai bố con đều là ăn hết một nửa rồi, còn một nửa bây giờ là mình mới ăn. Mình mới làm clip. Ngon không Éo Là? Ăn thấy ngon không? Sao còn ăn không múc mà còn cứ liếm cái thiệt rồi con? Bây giờ là không có thích đút, mẹ đút cho nữa, thích tự ăn à. Ăn mấy cái này còn đỡ, ăn mấy cái món nước á. Ăn là rớt ra ngoài không luôn. Mẹ kéo cái tóc qua bên đây cho. Đây tóc rồi rồi. Ở đây mình còn có dưa lưới nữa. Dưa lưới mình mới bổ xong rồi cái cô ấy đòi ăn á. Rồi kéo rồi mình để đi luôn, mình chưa có cách đi. Cái bơ ngày hôm nay á, mình đánh có 2 lần thôi. Mà đã mịn như vậy rồi, các bạn nào mà có thời gian mà đánh thêm một lần nữa là cái kem của mình nó mịn, thiệt là mịn luôn á. Kem bơ này thì nó có rất là nhiều cách làm. Giống như mình làm ở đây là mình làm bằng cái chai này á, là tại vì nhà mình là có Éo Là hay ăn dâu đó, mình có sẵn cái chai này nè.
là giống như là nó ngọt, nó có cái vị ngọt rồi, nó giống như là sữa bông lên rồi đó. Squid Shrimp này nè, 13 oz, cái chai này thì 13 oz, 368 g. Còn ví dụ như nhà các anh chị nào mà không có cái này nè, mà không thích làm theo cái công thức này, thì mình cũng làm với cái trọng lượng bơ rồi 600 g bơ rồi nửa lon sữa bò với lại 50 g nước sữa tươi đầu, mình đánh ra mình vẫn nguyên như vậy. Nhưng mà thay vì mình xịt cái này vào thì mình dùng cái hộp sữa mà sữa béo nó 250 g, mình sẽ cho thêm 50 g đường nữa, mình đánh, mình dùng cái máy đánh trứng đó, mình sẽ đánh bông lên rồi mình trộn vô đây, rồi mình đánh bông lại một lần nữa, rồi mình cũng bỏ đông đá, xong rồi mình cho 2 tiếng rồi mình đánh bông lại một lần nữa, rồi mình bỏ đông đá là nó sẽ thành kem đó. Nhưng mà có nhiều anh chị là ví dụ như đường bảo 50 g, thì thật sự mình nói á, nấu ăn là trừ khi những cái người mà đi nấu nhà hàng quán xá nấu nhiều á thì người ta mới phải cân đo đong đếm như vậy thôi, hoặc là khi mà chia sẻ lên clip á thì mình cứ nói như vậy đó, chứ còn bình thường đâu phải ai làm đồ ăn ở trong bếp mà cũng có sẵn cái cân đâu. Ví dụ như không có cái cân á thì các bạn có thể dùng cái thìa muỗng ăn cơm mà muỗng múc canh á, chứ không phải cái muỗng cà phê nha các bạn. Muỗng múc canh á, các bạn múc hai thìa đầy đường á, hai thìa đầy đường thì nó cũng tương đương là 50 g đó. Đó, mình xay lên. Còn nếu như mà các bạn nào không có sữa béo mà đánh như vậy nữa thì các bạn có thể dùng làm theo cái cách khác cũng được. Thay vì bơ là mình xay với thay vì mình bơ này mình xay với sữa đặc, nửa lon sữa đặc và 50 g sữa tươi đi. Thì mình không có cho sữa đặc vào. Mình chỉ sử dụng bơ rồi mình cho 50 g sữa tươi để mình dùng cái máy mình đánh nó lên thôi. Rồi thay vì dùng cái này hoặc là sữa tươi đánh sữa tươi mà sữa tươi béo đánh bông á, mình không dùng luôn, mình sẽ dùng một lon sữa bò đó, mình pha với một chén con nước, xong rồi mình cho hết một lon sữa bò nó vô, xong rồi mình quậy cho nó đều lên, xong rồi mình cho lên bếp á, mình sẽ quấy đều đều cho nó ấm khoảng chừng nó chưa sôi nha, quấy cho nó đều đều lên cho nó nóng, cho nó tan ra tầm khoảng 60 độ đó, nó tan hết ra, mình để cho nó nguội nguội á, rồi mình cho vào bơ này, rồi mình bỏ vào máy xay sinh tố đó, mình đánh cho nó đều 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 lên á, rồi mình cho vào một cái hộp hay là cho vào bịch hay là cho một cái ly gì đó, rồi mình bỏ đông đá nó cũng thành kem luôn. Hoặc là các anh chị nào mà muốn sử dụng thêm cái cách khác nữa là muốn ăn thêm cái sữa ít sữa ông thọ, mình cái đó là sữa đặc có đường đó, thay vì mình dùng hết một lon giống như lúc nãy đi, mình sử dụng nửa lon thôi, xong rồi mình sử dụng thêm một chén con nước cốt dừa thay vào, nhà mình có một con, một vị khách không mời tới nè, bực mình ghê luôn á, nhà Mỹ nhà mình cứ nó kín lắm, có một hai con rùa nó bay vào nhà là bực lắm á. Đó, tôi cho nó qua đi. Đó, thay vì mình nấu một lon sữa bò ha, thì mình nấu mình sẽ nấu nửa một khoảng một bát con nước cốt dừa đó, mình cho nước vào mình quấy cho nó đều đều, cho nó đều đều, xong rồi bắt đầu mình sẽ cho cái nửa lon sữa tươi vào, cái nửa lon sữa bò vào đó, là mình sẽ quậy cũng cho nó tan khoảng mà cái nếu mà nó có sữa đặc á thì mình quấy là cũng giống như là cho nó 60 độ là nó tan ha, là ok. Còn ví dụ như mình mà nấu nước cốt dừa đó thì mình sẽ phải nấu nước cốt dừa cho nó kiểu nó sôi, mà nó không phải sôi bồng đâu nha, nó vừa tắn lên sôi một cái là mình đánh đều, rồi mình đổ sữa bò và mình quấy á, mình quấy cho nó đều rồi xong. Nói chung mà để làm được cái món kem bơ thì nó có rất là nhiều cách, tùy thuộc vào các bạn thích làm theo cái cách nào và các bạn có những cái nguyên liệu gì nữa cơ. Thôi bây giờ là cái clip của mình là xin được tạm dừng ở đây nha. Nếu các bạn yêu thích mẹ con mình thì hãy bấm nút đăng ký để có thể theo dõi mẹ con mình thường xuyên hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau của mình. Xin chào. Em là xin chào đi em là. Xin chào. Xin chào nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Xin chào.